Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin chào quý vị và các bạn. Bản tin thứ 7 ngày 17 tháng 4 năm 2021 tại Tổng giáo phận Hà Nội có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quý cha học mặt định kỳ tháng 4 năm 2021. Lần đầu tiên giáo họ Tân Nghĩa mừng lễ Thánh Du Xe Quan Thầy. Giáo sứ Phủ Lý, 34 em được dước lễ lần đầu trong Chúa nhận lòng thương xót. Giáo sứ Tụy Hiền, tôn kính lòng thương xót Chúa. hòa vào dòng chảy mục vụ, đến hẹn lại lên, quý linh mục trong hai giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình và Thanh Ngoài lại cùng nhau quy tụ tại một giáo xứ đã được chọn để tĩnh tâm và họp mặt định kỳ tháng 4 năm 2021. Cụ thể, tại giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, vào thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021, quý cha đã quy tụ về giáo xứ Nghĩa Ải để tĩnh tâm và họp mặt định kỳ. Ngày họp mặt được bắt đầu vào lúc 9 giờ, sau lời nguyện thánh hóa đầu giờ, cha quản hạt du xe Nguyễn Văn Thoan đã phổ biến nội dung của ngày gặp mặt bao gồm các công việc. Thông báo tuyển sinh của Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tùy của Tổng giáo phận Hà Nội. Lưu ý mục vụ hôn nhân khác đạo. Vấn đề sửa hôn phối cho các gia đình vướng mắc trong giáo hạt. Rửa tội cho con cái người bị rối hôn phối. Ngài cảm ơn và chúc mừng các cha xứ, giáo xứ vừa tổ chức các thánh lễ, sự kiện lớn trong giáo hạt đồng thời ngài mời gọi quý cha đặc trách các ban trong hạt đưa ra chương trình định hướng hoạt động mục vụ để quý cha cùng bàn hỏi kế đó quý cha đặc trách các tiểu ban giáo dân giáo lý giới trẻ thiếu nhi tu sĩ truyền thông và ban bác ái caritas đã báo cáo về các hoạt động mục vụ trong thời gian vừa qua và đưa ra kế hoạch mục vụ trong thời gian sắp tới tiếp đến quý cha cùng bàn về những thuận lợi và khó khăn trong việc mục vụ tại giáo hạt đồng thời đưa ra những đệ trình lên bề trên giáo phận sau cùng, cha quản hạt Du Xe đã tổng kết nội dung ngày họp mặt và khích lệ quý cha đặc trách các ban, quý cha sứ cùng nhau nỗ lực hy sinh phục vụ trong niềm vui của giáo hạt mới. Giáo hạt tuy vẫn còn những thách đố và khó khăn, nhưng mang đầy ân sủng của Chúa Kitô phục sinh. Vào lúc 12 giờ, quý cha cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải trong ngôi thánh đường của giáo sứ Nghĩa Ải. Ngày họp mặt được khép lại với bữa ăn huynh đệ tràn đầy niềm vui và sự đón tiếp nồng hậu của cha xứ và giáo xứ Nghĩa Ải. Tại giáo hạt Thanh Oai, vào thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021, quý cha đã có buổi tịnh tâm gặp gỡ và bàn về công việc mục vụ tại giáo xứ Yên Kiện. Vào lúc 9 giờ, sau lời ca xin ơn Chúa Thánh Thần để thánh hóa đầu giờ, cha quản hạt Bruno Nguyễn Văn San đã cùng quý cha thảo luận về các hoạt động mục vụ tại giáo hạt. Theo chương trình bác ái của Ban Caritas, trong mùa chay năm nay, cha đặc trách du xe Nguyễn Văn Hải đã mời gọi mỗi thành viên trong giáo hạt đóng góp 1.000 đồng trên ngày và quý cha đóng 10.000 đồng trên ngày. Đặc biệt, chương trình Bác Ái cũng nhận được sự khích lệ chân quý của Đức Tổng giám mục du xe khi ngài cũng hưởng ứng chương trình với đóng góp 100.000 đồng trên ngày. Tổng thu của chương trình Bác Ái mùa chay tại giáo hạt Thanh Oai là 127 triệu đồng. Ban Caritas đã đi giúp đỡ mái ấm hy vọng ở Quảng Bình với số tiền là 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cha Du Xe cũng mời gọi các giáo sứ chưa có ban Caritas tiến hành thành lập và hồi phục những ban Caritas còn yếu kém. Tiếp đến, cha đặc trách giáo lý cũng thông báo về chương trình thi giáo lý giáo hạt vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 sắp tới. Ban giới trẻ và thiếu nhi cũng điểm lại một số hoạt động và lên kế hoạch cho các chương trình trong thời gian tới. Kế đến, quý cha cũng bàn thảo về việc xin bề trên giáo phận cho giáo họ Thanh Lãm trực thuộc xứ Thạch Bích được nâng lên thành giáo sứ. Trong bầu khí gia đình, quý cha cũng đóng góp ý kiến và xây dựng trong tình hiệp nhất để làm sao cho việc mục vụ trong giáo hạt ngày càng thăng tiến. Sau đó, quý cha cùng nhau tham dự giờ chầu thánh thể vào lúc 12 giờ và lãnh nhận bí tích giao hòa. Bữa cơm thân mật đượm tình huynh đệ đã khép lại ngày họp mặt định kỳ trong tình hiệp thông. Vào lúc 10 giờ thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021, lần đầu tiên giáo họ Tân Nghĩa được hân hoan mừng lễ kính thánh Du Xe, quan thầy giáo họ. Thánh lễ do cha quản hạt Du Xe Nguyễn Văn Thoan chủ sự, đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt. Sự tham dự đông đạo của quý thầy, quý sơ, quý vị đại biểu khách quý, quý ân nhân, ban hành giáo các họ trong giáo xứ cùng toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ Tân Nghĩa. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Bùi Quang Tào, quản hạt Phủ Lý đã đưa ra những hình ảnh đẹp và thánh thiện của Thánh Giuse mà giáo họ Tân Nghĩa mừng lễ hôm nay. Thánh Du Xe được gọi là vị thánh cả, người công chính, ngài sẵn sàng mở lòng để Chúa đi vào trong tim và cuộc sống, lắng nghe và thực hiện lời Chúa truyền. Giáo họ ngày một trưởng thành và lớn mạnh không chỉ bởi con số mà do đức tin và tấm lòng độ lượng của mỗi người. Đồng thời, cha tiền nhiệm Du Xe còn mời gọi cộng đoàn hãy noi gương những đức tin cao đẹp của thánh cả Du Xe và cùng cầu nguyện chung cho nhau Cách riêng là cầu nguyện cho giáo họ Tân Nghĩa trong ngày mừng lễ quan thầy, để qua thánh lễ này, giáo họ ngày càng vững mạnh và phát triển hơn về đức tin. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị trong ban hành giáo giáo họ có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Sau thánh lễ, quý cha quản hạt và cộng đoàn đã dùng bữa cơm thân mật chia sẻ niềm vui với giáo họ tại khuôn viên nhà thờ. Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. 34 em thiếu nhi giáo sứ Phủ Lý vui mừng được đón rước Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn. Sau những ngày chăm chỉ học giáo lý, 34 em thiếu nhi đã đủ điều kiện xưng tội và rước lễ lần đầu. Đây là hồng ân lớn lao do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thương ban cho các em. Trước đó, ngày 9 tháng 4, cha sứ Du Maria Vũ Thanh Cảnh đã ban bí tích hòa giải cho các em. Vào Chủ nhật 2 Phục sinh ngày 11 tháng 4 năm 2021, Cộng đoàn Giáo sứ Tụy Hiền – Kệ Sải đã tổ chức dước kiệu tôn vinh lòng thương xót Chúa và sốt sáng tham dự đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Đúng 17 giờ, cha sứ An Tôn Nguyễn Văn Độ đã chủ sự cuộc dước tôn vinh lòng thương xót Chúa xung quanh khuôn viên giáo sứ. Các hội đoàn vừa tiến bước vừa ngợi ca lòng thương xót Chúa qua những bài thánh ca cùng những bài kèn âm vang tình mến. Ngay sau cuộc rước, cha xứ An Tôn đã long trọng chủ sự thánh lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa. Trong lời mở đầu thánh lễ, cha An Tôn mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy siêng năng chạy đến với lòng thương xót Chúa và tin tưởng phó thác vào tình yêu vô bờ bến của Ngài. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha An Tôn mời gọi mọi người hãy sống và loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách chạy lòng thương đến những người đang đau khổ, bệnh tật, đói nghèo. Hãy quảng đại đỡ nâng và sẻ chia những ai đang cần đến lòng xót thương, và hãy bắt đầu sống lòng thương xót Chúa từ chính gia đình của mình vì con đường đến với tha nhân là con đường tất yếu để đến với Thiên Chúa. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.